Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Trong thời gian qua, lực lượng tác chiến điện tử đã được đầu tư trọng điểm và đưa vào thành phần biên chế nhiều tổ hợp tối tân do cả nước ngoài lẫn trong nước sản xuất. Hình ảnh hệ thống Krasukha 4 tối tân trong diễn tập đã được quan tâm bởi hiện tại Nga chỉ mới xuất khẩu khí tài này ở quy mô hạn chế. Việc đưa vào trang bị tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha 4 cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa lực lượng này tiến thẳng lên hiện đại thông qua những khí tài tối tân có nguồn gốc cả từ nước ngoài lẫn trong nước. Krasukha 4 được tạo ra để vô hiệu hóa vệ tinh do thám, radar trên mặt đất và cả trên không. Nó hoàn thành loạt nhiệm vụ này bằng cách tạo ra tín hiệu gây nhiễu nhắm vào tần số radar lõi và những nguồn phát sóng vô tuyến khác. Mục đích chính của hệ thống Krasukha 4 là bảo vệ sở chỉ huy, cụm trú quân và lực lượng phòng không khỏi trinh sát trên không, cũng như vũ khí có độ chính xác cao từ đối thủ. Cùng với gây nhiễu trực tiếp, hệ thống EVK tương tác chặt chẽ với các hệ thống phòng không, tiêu diệt mục tiêu của đối phương sau khi phương tiện tấn công nhận được vị trí của chúng từ Krasukha 4. Ngoài ra, hệ thống Krasukha-4 còn có thể tấn công hiệu quả các máy bay không người lái UAV hoạt động ở độ cao cực thấp khi tác động làm hỏng thiết bị nhận tín hiệu điều khiển trên UAV, khiến phương tiện bị mù và bất lực. Theo chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga, ông Roman Nasonov, Krasukha-4 là hệ thống EV kép hiệu quả hàng đầu thế giới. Nó có khả năng tạo nhiễu sóng vô tuyến ở giải tần số rộng, không bị hạn chế về góc phương vị và độ cao. Hệ thống có thể tấn công hiệu quả bất kỳ mục tiêu trên không nào, tầm hoạt động của tổ hợp Krasukha-4 lên tới hơn 300 km. Sử dụng xe địa hình Cam AZ-40 nên tổ hợp có thể cơ động tới mọi khu vực, làm việc trong giải nhiệt độ từ âm 50 độ C cho đến dương 50 độ C. Ngoài máy bay không người lái, Krasukha-4 còn có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo và máy bay chiến đấu một cách hiệu quả, cho dù điều này bị nghi ngờ vì chưa có gì chứng minh. Krasuka-4 có tầm hoạt động tối đa chống lại các mục tiêu trên mặt đất và trên không trong khoảng 150 cho đến 300 km theo bất kỳ hướng nào tùy thuộc vào những yếu tố môi trường khác nhau. Krasuka-4 nằm trong đội hình tác chiến điện tử với những hệ thống EV kép khác, ví dụ như là Borisoglebsk-2, có thể tạo ra bức màn bảo vệ gần như bất khả xâm phạm trước các hệ thống trinh sát của đối phương. Hiện tại Nga mới chỉ xuất khẩu hệ thống tác chiến điện tử Krasukha 4 cho một số đồng minh rất quan trọng của mình tại châu Phi và châu Á.